thưa quý vị, trở lại với chương trình thiết sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue suýt 212, thành phố Westminster trong khu chợ Á Đông đối diện với phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 7143732437. 7143732437 để ủng hộ LA Insurance xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và phương thanh mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Larry The King với chủ đề Biden với hai cú ngã sau 2 tháng cầm quyền ngã cầu thang máy bay và ngã trước trung cậu. Và mời quý vị nghe. Mới hôm qua thôi, phe Dân Chủ đã có hai cú ngã thật đau, chỉ sau 2 tháng chấp chính. Và ngày hôm qua thì Biden đã ngã đến lần thứ ba khi bước lên cầu thang của chiếc Air Force One. Đây là cú ngã vật lý vì tuổi già, sức khỏe kém. Khôi hài một điều là chỉ 6 tháng trước, ông còn cười cợt ông Trump khi bước thật chậm xuống một độ dốc sau bài phát biểu ở trường quân sự West Point trên một bề mặt dốc, đi chậm lại cho an toàn là điều hết sức bình thường, nhất là tuổi già. Nhưng bọn MSM, nhất cử nhất động của Tổng thống Trump đều được soi mói, bẻ cong để cười cợt. Đã vậy, cụ Biden còn ăn theo, khoe là ông khỏe hơn. Nay ông té, mà té đến 3 lần. Xấu hổ không biết để đâu chơi hết được. Còn bọn MSM cũng ngậm tâm luôn. CNN đang lấy tay che mặt. Cú ngã đỡ. thứ hai đau hơn nhiều. Tại cuộc họp ở Alaska, ngay trên sân nhà của Mỹ, phái đoàn ngoại giao của China chủ trì bởi Dương Khiết Trì đã lớn rộng dạy dỗ Ngoại trưởng Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan. Cả hai vị này bất ngờ không hề có phản ứng, chỉ biết ngồi ngay đơ như cây cơ nghe lờ mắng nhiếc của bậc đàn anh. Để rồi một nước Mỹ oai hùng giàu có nhất với sức mạnh quân sự vượt trội nhất thế giới. Đã đâu rồi? Rõ là Biden không được nể trọng trên trường quốc tế, bị China chửi bới lên giọng. Putin thách ông tranh luận tay đôi. Gấu Nga gọi, đại bàng Mỹ không dám trả lời, còn Bắc Hàn không thèm nói chuyện. Iran ra điều kiện này nọ trước khi đàm phán hạt nhân. Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bảo vệ, bảo việc Biden gọi Putin là kẻ giết người là không thể chấp nhận và không phù hợp trên cương vị của một vị nguyên thủ quốc gia. Sao mà thảm quá? Đảng Dân Chủ đang bị nội ám ảnh mang tên Trump. Họ đang muốn chứng tỏ mình phải mạnh mẽ, vượt trội như hoặc là hơn thời của Trump. Vừa qua Biden cũng dáng làm một cú mạnh tay là oanh kích Syria vỗ mặt. Nhưng mà nó khác, vụ oanh kích đó không làm cho Iran sợ, trái lại còn bị há miệng mắc quai vì họ từng biêu ríu ông Trump khi làm chuyện tương tự vài năm trước. Iran vẫn nói giọng kẻ cả trên bàn đàm phán. Trong giang hồ muốn được nể trọng, cần có số má. Số má không phải tự nhiên mà có, cũng không dễ lấy được. Phải có bản lãnh thực sự, không cần nói nhiều nhưng phải dám làm chuyện lớn. Bố già... Vito Kolawan năm xưa đã phải leo mái nhà lẻn vào nhà riêng hạ sát tên chùm khu phố là Fanusi người mà nhóm của ông phải luôn cống nộp sau mỗi phi vụ mới chinh phục được hai đàn em là Clemenza và Tessio khởi đầu cho một thời lừng lẫy sau đó ông biden không có thần thái cũng không có bản lãnh lại già nuôi yếu ớt nên không thể có danh phận trên chốn giang hồ quốc tế ông bị coi thường là lẽ đương nhiên rồi chỉ là ông đại diện cho nước mỹ một quốc gia giàu có nhất hùng mạnh nhất thế giới điều này thật là không phù hợp buồn cười là trước những cú ngã lớn của biden bọn msm nín thinh ngậm bồ hòn luôn trả bù với thời trump bọn chúng rất to còi ồn ào trump nói gì làm gì chúng cũng nhảy bổ vào chửi bới chê bai nay cho dù chúng chăm nom babysit biden vẫn không thể làm ông uy nghi mạnh mẽ hơn được nói biden chữ là bù nhìn cũng không sai buông rèm nhấp chính phía sau là thái thượng hoàng obama và hoàng thái hậu pelosi Hai người này chỉ chống Trump, chống đảng Cộng Hòa là giỏi, còn ra bên ngoài thì rất yếu kém. Muốn đối phó với con rồng đỏ China và tập hoàng đế không hề dễ dàng. Gấu cỡ Trump thì may ra, phải chăng phải là chàng cao bồi ngang tàng, ba gai chiếm trệ trên lưng ngựa, khi cần thì móc súng chơi liền, cộng thêm chút ma mãnh mưu lược, biến hóa trên bàn đàm phán mới có thể làm chủ cuộc chơi được. Tiếc là ông Biden không hề có những tố chất đó và thưa quý vị khi nói đến cái cái cuộc họp vừa qua tại Alaska chúng ta mới thấy được là thật là mấy người này quá kém cỏi à, thật trong cái lúc mà trước khi mà có cuộc cuộc hội họp đó thì Tập Cận Bình và Joe Biden đã nói chuyện với nhau rồi, trước đó rồi. Cho nên những người mà đến dự cái cuộc họp này như ông như là như là ông Blinken phái đoàn ngoại giao của Mỹ và phái đoàn ngoại giao của Trung Cộng gặp nhau ở Alaska hình như đã có được sự sắp xếp trước mà quý vị thấy rõ ràng là Trung Cộng đến với một cái tư thế có vẻ nổi trội hơn, mạnh mẽ hơn, ra vẻ ta đây đường hoàng, đường bệ hơn, tức là không coi chính phủ Biden ra gì cả trong khi những người mà đại diện cho phía bên nước Mỹ đưa ra những cái điều nó rất là là phải nói là đưa ra hình như hầu như họ được lệnh rồi, đưa ra cho có lệ thôi. Tại vì đang nói chuyện cái vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ cần phải nói đến tức là cái con cúng tàu đó. Trong cái năm vừa qua mình phải nói là không phải là nước Mỹ không thôi mà cả thế giới này khốn đốn vì nó, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu tài sản bị đó là bị chôn vùi, bao nhiêu cái nền tất cả nền kinh tế của thế giới đều bị thảm bại. Có nghĩa là đây là một cuộc phải nói là mình phải nói đây là một cái tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc của Tập Cận Bình và tổng thống Trump khi còn tại vị đã lên án và nói thẳng là cái con cúng tàu này nó là phát xuất từ bên tàu và đây là tội lỗi của Tập Cận Bình và Tổng thống Trump lúc đó còn mình còn hy vọng còn nghĩ là sau này khi mà đưa cái này ra tòa án quốc tế hoặc là nghĩa là phải buộc tội Trung Cộng và Trung Cộng phải đền bù cho thế giới những cái tội lỗi mà bọn chúng làm đằng này khi đến mà đến họp như thế này lại đưa ra những cái vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, nhân quyền tại những cái quốc những mấy cái nước chưa hầu mãn bông hồi tạng, rồi nói đến Hồng Kông, nói đến Đài Loan, nói toàn về nhân quyền không thôi, tức là nó không dính dáng gì tới Mỹ cả. Mà quý vị biết ở trong chế độ cộng sản, bất cứ trọng cộng sản nào, cộng sản Tàu, cộng sản Việt, cộng sản Bắc Hàn cũng vậy nữa, không làm gì có nhân quyền, đối với cộng sản mà còn có nhân quyền thì còn nói gì nữa. Cho nên đây là những cái chuyện mấy người này mình thấy rõ ràng bất tài vô tướng tài hèn sức mọn mà lại muốn làm lớn muốn làm muốn chơi nổi cơ nói thật tập cận bình là một tay rất sừng sỏ nhìn cái tướng của tập cận bình lúc đó ngày trước thời của obama tập cận bình đã còn coi không còn coi không có coi obama obama ra gì cả huống hồ gì joe biden và cái đám này trong khi joe biden đã bị cả một gia đình của joe biden với nhóm dân chủ là đã bị tàu cộng mua chuộc hết rồi và nắm rất nhiều những cái bằng chứng cũng như là được bao nhiêu là nắm tẩy hết rồi thì làm sao mà cụ cự được. Bây giờ quý vị thấy truyền thông dòng chính họ rất bất lương. Bây giờ đưa ra nhiều bài viết khen ngợi là trong bao nhiêu đời tổng thống chưa có một đời tổng thống nào mà mạnh mẽ, chưa có chính phủ nào giống như chính phủ Biden dám chửi thẳng vào mặt tàu cộng, chửi cái gì lên án bọn nó là là tôn là, là, là vi phạm nhân quyền, cũng là giống như là như chuyện nói chuyện toàn là chuyện vớ vẩn thôi. Và quý vị biết là Dương Khiết Trì đã nói thẳng rồi, đây là những chuyện này là chuyện nội bộ của của, của nước nước của của trung cộng trục trung cộng mỹ, nước mỹ hãy tự hãy tự về để mà giống như là họ nói là chỉnh sửa lại nước mình trước đã rồi hãy nói chuyện với người ta ngay cả như là Hồng Kông cũng như Đài Loan cũng vậy nữa Trung Cộng đã từng lên án và lên án Mỹ rồi nhưng mà dưới thời Tổng thống Trump làm gì mà nó dám nói chuyện đó nhưng mà đối với chính quyền của Biden nó không coi ra gì cả mà đây là một vấn đề rất quan trọng là tại sao hiện nay Phương Thanh nghĩ nó đang nắn gân nước mỹ đây trước khi nó nó có một những cái cuộc xâm lăng khác như ngoài biển đông chẳng hạn tức là nó xem là cái cách xử sự của chính quyền mỹ bây giờ như thế nào quá yếu rồi và tất cả nằm trong rọ hết rồi cho nên mình thấy rất là nhục nhã và nó, tên tên dương Khiết trì này chỉ là bộ trưởng ngoại giao cũng là nghĩa là đồng cấp ngang hàng với nhau mà nó ngồi đó nó chửi nó rộng trên mặt những cái những cái nghĩa là phái đoàn của nước Mỹ một cách nhục nhã mà khổ sở như vậy mà không không lên tiếng được ngồi im câm họng nín theo luôn không biết trả lời làm sao nghĩa là cái khả năng về chính trị với cái tài cán nó quá non nớt quá yếu kém làm sao mà có thể trong khi quý vị thấy cựu um, Bộ trưởng Ngoại giao của thờ Tổng thống Trump là ông Mike Pompeo. Ông đi đâu ông lên án Trung Cộng, Trung Cộng đâu dám hó hé. Ông ấy lên án thẳng tất cả mọi chuyện. Nó là cứng, người ta phải nói là cứng cựa như vậy. có nghĩa là có, nghĩ là phải nói người ta có cái khả năng và được cái sự nể trọng của các nước khác. Quý vị biết Tổng thống Trump khi mà đi qua bên Trung Cộng, Tập Cận Bình phải cắn răng lại và phải đối xử với Tổng thống Trump y hệt như một vị đế vương vút ve đủ thứ hết nhưng mà ống đấu khe tại vì nếu mà anh làm điều mà không có lợi cho chúng tôi thì nó là coi như chẳng có bạn bè gì hết và hiện nay truyền thông tổng chính còn lôi ra còn nói chính quyền Biden dám nói thẳng với trung cộng và cứng rắn còn ông Trump thì suốt ngày cứ nói uh, tập cận bình là coi như là bạn tốt của của chúng ta nói là một chuyện đấy là lời nói của những chính trị gia thôi tổng thống Trump quý vị thấy ông ấy đã làm cho gọi là tập cận bình nói theo kiểu văn bây giờ nó lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lâu nay rồi ông đâu có đâu có ngán đâu vào tập cận bình trong cái thời gian mà tổng thống trump còn tại vị thật ra một người khôn ngoan quỷ quyệt như tập cận bình mà còn không đoán được là tổng thống trump sẽ làm gì cứ loay hoay xem xem là ông làm cái gì rồi đỡ ông tung ra một một cái chiêu gì đó hay là ông ấy lên án ông ấy thanh trừng ông ấy có nghĩa là ông ấy trừng phạt gì đó thì cứ loay hoay để đỡ thôi và hận thù kinh khủng lắm còn không phải còn bây giờ chúng ta nhìn lại thời obama đi khi mà đi qua bên tàu nó cho chui bụng máy bay đi ra cũng đâu dám làm gì trong khi phương thanh còn nhớ cái bà mà Susan Rice là cái bà mà đi theo Obama trong cái phái đoàn đó bà phải lên tiếng và nói khi mà thấy tổng thống của một nước Mỹ mà nhục nhã chui máy bay mà bụng máy bay để đi ra như vậy bà lên tiếng bà phản đối cái bọn nó ra nó đón ông Obama nó được quyền như vậy mà lên án như vậy mà Obama vẫn cắm đầu lại, vẫn đi và vẫn nhẹ nhàng. Rồi hồi đó Phương Thanh còn nhớ rõ lắm là Phương Thanh thấy, ủa sao bất bình quá, mình thấy sao mấy truyền thông dòng chính chẳng thấy nói gì hết. Và Phương Thanh bảo là, Phương Thanh nói là thật sự vấn đề này không phải là nó làm nhục nguyên Tổng thống Obama, mà nó làm nhục cả nước Mỹ, bao nhiêu triệu dân Mỹ sao chẳng thấy lên tiếng, chẳng thấy nói gì. Quý vị biết lúc đó Phương Thanh không hiểu được là cái truyền thông dòng chính nó tệ hại đến cái độ như vậy còn chưa nghĩ ra nữa. Còn chưa biết rằng nó tệ hại cho đến đời Tổng thống Trump mình có biết là cái truyền thông dòng chính nó dã man và nó bất lương như vậy đó. Cho nên tổng ông Obama lỡ rồi, lỡ tay đã nhúng chàm rồi cho nên nhục nhã cúi đầu để mà chịu như vậy. Đưa ra ngoài người ta nói là một miếng giữa làng bằng một sàng xóa bếp một vị tổng thống của nước mỹ mà để trong cái vết nhục đó ô nhục đó là muôn đời không thể nào rửa được và đến giờ phút này chúng ta thấy cái cái chuyện mà đáng lẽ ra cái việc mà ông Blinken cần phải làm phái đoàn ngoại giao đó cần phải làm khi mà Dương Khiết Trì mỗi một lần mà nói chuyện là đã đã có một cái cái cái, cái 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 cái, gọi là đưa với nhau là mỗi một bên chỉ quyền nói chuyện có 2 phút thôi. Trong khi phái đoàn của Mỹ nói có 2 phút thôi là bắt đầu Dương cái Trì nói tới 17 phút mà 17 phút đó quý vị biết rất là mất tốn thì giờ nó là phải nó nói xong nói bằng tiếng tàu xong lại phải đưa dịch qua tiếng mỹ cho mấy cho mấy cho, cho bên phái đoàn của của mỹ này để mà coi thì quý vị thấy là mà nó ngồi nó trên nó giọng kẻ cả trên cơ để nó chửi cho như vậy vậy mà không biết nhục bởi phương thanh thấy quá tệ và thưa quý vị quý vị đang theo dõi chương trình thế sự thăng trầm phương thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại xin cảm ơn quý vị